Mưa rất lớn tại Thừa Thiên Huế từ tối ngày 14 và sáng ngày 15 tháng 11 đã gây nên tình trạng ngập lụt trên diện rộng. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang đã được huy động để hỗ trợ di rời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng ngập sâu. Nhiều trường hợp là phụ nữ mang thai ở trong vùng nguy hiểm đã được lực lượng công an phường An Cựu của thành phố Huế, công an xã Thủy Phù thị xã Hương Thủy dùng ghe thuyền đến nhà sơ tán đến nơi an toàn. Trên tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 49 đi qua các huyện miền núi, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường xuống địa bàn, hỗ trợ người dân và phương tiện di chuyển an toàn. Trong chiều nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu tại trung tâm thành phố Huế, huyện Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy. Mưa lớn đã làm tê liệt hoàn toàn hệ thống giao thông đường bộ nằm trong trung tâm thành phố Huế và gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Người dân gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề di chuyển và sinh hoạt hàng ngày. Tại trung tâm thành phố Huế, nước ngập sâu lên đến 1,5 mét, giao thông nội thành hoàn toàn bị tê liệt. Phương tiện duy nhất di chuyển là thuyền thúng và ghe. Trong sáng nay, lực lượng công an, ban chỉ huy quân sự thành phố Huế huy động tất cả cán bộ chiến sĩ vào sâu trong kiệt hẻm, hỗ trợ di chuyển người già, trẻ em ở khu vực ngập sâu đến tránh trú an toàn. Hiện đã di dời 362 hộ với hơn 550 nhân khẩu, đặc biệt là các trường hợp người bị bệnh, thai phụ đến bệnh viện kịp thời. Trong chiều nay, công an xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà cũng đã nỗ lực cứu hai người dân mắc kẹt trong nhà do sạt lở trên địa bàn thôn Đông Hòa, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà. Còn ghi nhận tại huyện Phú Lộc, hàng loạt tuyến đường liên thôn liên xã bị nước lũ chia cắt, rất khó tiếp cận. Các chợ trung tâm cũng trong tình trạng ngập sâu, nước lũ lên rất nhanh bất ngờ, nhiều tiểu thương không kịp trở tay, rất nhiều quầy hàng ngập trong nước. Hàng cô bị ảnh hưởng ướt nhiều, cô thấy có cái cao hết rồi, cái từ đầu cuối lên cuối mà cũng bị ướt vì nước lên quá nhanh. Cái đây là cái chợ nó nạp sông tôi nên cái lượng nước là nó lên rất nhanh, nước nguồn về là nó lên rất nhanh đột ngột, nếu mà không chuẩn bị kịp là có thể là hàng hóa là ngập đó. Và cái lượng nước năm nay là nó lên là nhanh và đột ngột. Từ chỗ đó là mà nếu mà không có sự chuẩn bị là hàng là cũng là bị ngập. Hiện trên tuyến quốc lộ 1A di chuyển vào trung tâm thành phố Huế có hai điểm ngập tràn tại km 829 50 đến 80 cm, km 846 30 đến 50 cm và km 867 nước ngập không đáng kể. Phương tiện di chuyển khó khăn. Trên tuyến quốc lộ 49 đi huyện A Lưới tại km 21 cộng 200 nước ngập sâu đến 1 m. Tại km 27 cộng 100 cầu Liên Bàng 1, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, nước ngập sâu lên đến 1 mét. Các phương tiện không lưu thông được. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân không bất chấp di chuyển qua khu vực ngập tràn vì lưu lượng nước có thể về bất ngờ. Trong thời tiết mà đang còn diễn biến xấu như thế này thì thực sự nếu như mà người dân mà không thực sự cần thiết thì nên ở nhà và tìm những nơi mà cao ráo, an toàn. Tạm cái chuyện di chuyển đi lại thì bây giờ tình hình còn rất phức tạp, mà nước thì tăng ngay có triệu chứng là lượng mưa rất lớn, có thể dâng cao nữa. Hiện công an các đơn vị địa phương trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã được huy động 100% quân số ứng trực xuống địa bàn hỗ trợ người dân. Trong tình huống khẩn cấp cần sự giúp đỡ của lực lượng chức năng, người dân có thể liên hệ qua tổng đài 1900 1075 để được hỗ trợ.